Trước hết là em chào thầy, các anh chị và các bạn. Em tên là Mạc Nông Thành Tuấn, lớp IGA khóa 48. Hiện tại em đang thực tập lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, khoa ngoại niệu. Được sự phân công của thầy thì hôm nay em được trình bày về vấn đề hành động của cầu thủ Jude Bellingham có liên quan gì đến tội hate crime hay không. Và trước tiên để tìm hiểu thì chúng ta tìm hiểu về một cái vấn đề. Jude Bellingham đã giúp cho đội tuyển ghi lại bàn gỡ hòa với đội tuyển Slovakia, phấn khích sau pha lập công hẳn là đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh ấy. Thì anh ấy đã ăn mừng bằng một số cái cử chỉ hướng đến một ai đó trên hàng ghế dự bị của Slovakia, vừa đi vừa hôn gió và cuối cùng là xòe bàn tay của mình vào vùng kính. Câu hỏi đặt ra ở đây là hành động đó được xem là tội hate crime hay không? Câu trả lời sẽ có sau khi chúng ta tìm hiểu sơ lược về hate crime là gì. Trước tiên chúng ta đi về khái niệm. Hate crime là một hành vi tội phạm được thúc đẩy bởi những thành kiến hoặc là thù hận của cá nhân đối với một cá nhân khác hoặc là một tập thể. Nguyên nhân là do sự khác biệt về chủng tộc, tôn giáo, khuynh hướng tình dục hoặc về các đặc điểm khác với họ. Về hình thức thể hiện, được thể hiện qua lời nói, bao gồm lăng mạ, những lời nói thô tục. Về hành động thì được thực hiện thông qua việc quấy rối, bắt nạt, thậm chí là giết người. Hậu quả không những để lại ảnh hưởng cho chính bản thân của người tạo ra, mà nó còn gây ảnh hưởng, đe dọa, khủng bố, tác động trực tiếp đối với người khác, thậm chí là cả cộng đồng. Quay lại với tình huống đặt ra ban đầu và câu hỏi được đặt ra, thì theo em, việc cầu thủ Jesse Bellingham có hành động như vậy đối với đối phương đúng thật là kém tế nhị, nhưng không thể quy vào hate crime, vì thứ nhất, hành động ấy có thể là do sự phấn khích tột cùng, chứ không do tính thù hận gì đối với đối phương. Thứ hai, hành động ấy được thực hiện nhưng không mang tính đe dọa hay thiệt hại cho đối thủ. Và cuối cùng, chính cầu thủ đã đăng bài giải thích trên phương tiện xã hội, từ đó cho thấy là đối thủ không có thành kiến gì đối với đối phương, mà có thể là do sự vui mừng quá mức. Tóm lại, không biết do vô tình hay cố ý nhưng hành động đó đã không phù hợp và khiến cho cầu thủ phải đối mặt với án phạt kỷ luật. Qua đó, cho ta thấy được việc biết kiểm soát bản thân là vô cùng quan trọng. Nó giúp chúng ta biết được bình tĩnh hơn trong mọi việc, không phản ứng thái quá và có hành động không phù hợp. Cuối lời, em xin cảm ơn thầy, các anh chị và các bạn đã lắng nghe về việc chia sẻ quan điểm của em. Em mong nhận được sự góp ý từ các thầy, anh chị và các bạn. Em xin cảm ơn.